Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy gắn nha cả nhà. Anh em mình bẫy gắn bằng cách lưới nha. Lời nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực tinh thần làm những video tiếp theo nha. Rồi tới cái bẫy nào dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Bạn thấy đường đi rất quen không? Mình thăm cái luồng lưới ở trên nha cả nhà. Mấy bữa nay mưa bão quá trời, không biết có trúng hay thắt đây nữa. Rồi thôi, nào tới bẫy có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nè. Rồi đây mình có cái bơm dính hai con không ngựa nha cả nhà. Cái con lưới này ngon nè, nhìn thấy rắn lướt gì tưởng nó vô gạo con bự chứ nhổ luôn cái đài nó với con rắn chút xíu. Rồi con hổ hổ chó nha cả nhà, con này hung lắm. Con bự cái nhỏ gì đó lớn là cái gì. Con dữ mại quá, dữ mại. Rồi con sống nha cả nhà. Một em hổ nón. Con này người ta còn kêu là gắn gồng nha, gắn hổ ngựa. Trời trời trời, đắt nè. Quá quá lạng này. Con này khoảng 3 lạng không? Đâu 3 lạng. 3 lạng đâu dính được. Này cỡ nửa ký. Gì nhỏ gì cũng được. 3 lạng đâu dính lưới này được. Không ngựa 3 lạng không dính. Trời nó lắng lứt dần tưởng còn gì bự ha. Lỡ nhìn thấy nhìn nó thấy còn cái đại mà sao cái ngắn đâu nhìn thấy nó mài tốt dưới. Tưởng vô gạo rồi chứ dính hộ hành mới có tiền, còn ba ông nội này không có nhiêu chứ. Rồi em mình sẽ lý nó nghe cho nè. Dính là được thì bởi vậy trong dính được, dính mừng là dính lội nổi mà anh dính lội không nổi nha. Nãy giờ lội hơn nữa luôn không dính con nào chứ. Rồi nãy giờ tính ra tự dính tới đây không quải lắm rồi đó. Chủ con miếng xài này hả? Ô miếng này rồi à mình nói mang cậu ha. Ủa được, đầu kinh đây là miếng đất của ai thầy đó hả? Dạ của Úc thầy à, vậy hả? Chú cặp bên Úc thầy ha. Đấy. Ừ cái đó luôn ha. Bờ mang cậu đó cũng có đó mà chóng quá. Ừ nó thường thường gắn còn trong đó đi ra không có cỏ trên trăm là văn đó ngon ở đây dễ gì có mà không làm mang cậu không đâu để cho có cỏ. Giờ cũng thấy dính bà. Đúng rồi, ít xịt. Mấy năm trước văn còn dính đỡ đỡ một chút. Đặt đặt nhất là đặt bảy tổn nhất, đặt hết gắn. Đi làm ấy bờ mảng cầu gì thấy gắn gì không? Cầu thấy. Có thấy là nhiều rồi đó, còn không thấy là không có. Vậy thì thấy nó đi, nó nít chặt, nó chạy nó lặn. Quắn hoài mày. Ra đi. Rồi, em này cũng dễ. Đây. Sách mình đây. Rồi. Rồi, cho nó vô gió trung tâm ơi. Đây, dụng cụ của mình cũng như mọi ngày các bạn ơi. Lứ, thuốc hút. Hai thu lứ đầm gắn máu túi, còn túi đựng gắn. Mà gắn máu cũng không thấy luôn nữa. Với hết con gì à. Lại tưởng dính hữu hành hay gì lắm. Ta này như là ba con ngựa phải không? Ừ. Ta này vậy mà ngon. Được trước hồi mua giờ ba con rồi đó. Thử trước chá, chết một con không? Còn mấy ta kia không biết. Tự dưng tới đây có ta này ngon à. Chứ đằng kia con ta mắc cự, nó dính hoại đó mà dính mãi mà. Rồi, con đầu tiên nha cả nhà. Sáng giờ lội cũng chết luôn hơn nữa luồng lưới rồi đó. Tính bữa nay không có con nào luôn rồi. Tính bữa nay bị bị xe không. Bị xe không mà. Rồi. Rồi. Rồi vào, sửa lưới lại tiếp tục. Em mình làm công tác quen thuộc là sửa lưới tay lưới lại nha cả nhà. Rồi chừng nào có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Đây ông chú, ông chủ cái vườn mang cầu bên đó nha. Đi thăm vườn. Em mình phát hiện con ngắn nước cả nhà. Lụm luôn. Đuôi nó mấy bạn, này ai nắm chiếc đuôi nha mấy bạn.
Chỗ này thắt quá mấy bạn ơi. Nè thắt quá nó giờ không dính nào chứ gặp miếng nước lụm luôn. Đá ỉa nè mày. Vậy anh em mình về nướng hầm xá. Mưa tới mấy bạn ơi, quá chuyển. Quá chuyển rồi. Chắc về không nổi tới nhà quá. Hồi chắc mưa rồi không kịp rồi. Đi sớm về được có còn nè. Gặp ông này cũng giả chết nữa nè các bạn. Hổ xỉu nữa nè. Hổ xỉu. Dạ nãy giờ chưa tính thôi nha. Không, để nhúc nhích hoài xỉu hoài. Ồ, tới rồi cả nhà. À, đèn kính cho nghe cả nhà. Trời mình không gió là thua. Thôi đi. Không, người tới rồi đó. Rồi, thôi. Tiếp tục trên đường. Ở đây mình có con tay nha, nhà mưa quá trời mưa rồi, mấy cả nhà thông cảm nha. Chống nước hả? Quá trời mưa rồi, mình lấy cái túi chống nước nha cả nhà. Con này nữa là con thứ hai nha cả nhà, nãy anh em mình chụp con gắn nước được ba em. Cái luồng ở trên được con gắn lại không? Ủa con gắn hổ nón chứ, con ngựa. Đấy, nước mưa nhiễm 100 gram. Mình lau cái nghe cả nhà. Rồi. Đó, trời mưa. Rồi công tác quen thuộc rồi nha, mình gỡ ra lấy ăn. Tay này đặt rồi với con nó lại nhé. Tay này đặt rồi cũng dính con lấy nước nha. Nước lãi được không các bạn ơi, thằng đâu không thấy. Xây lăn lít gì. Lại con ngựa nãy nó lén, mình tưởng là vô gạo, tưởng ngắn bự thôi. Nhưng mà tại trời mưa quá. Mưa qua nó cũng ít dính nha cả nhà. Mưa dính yếu lắm. Lưới này mình mưa nó không dính mà trời nắng lên á. Vô gió thôi. Đây. Quả bữa nay đây. Quả bữa nay chắc được chuyện ký rồi các bạn. Dài dài còn dính nữa ha. Mỹ xỉu nữa sao? Mỹ xỉu rồi. Bí hơn ký hơn các bạn ơi. Dài dài cho thằng kín luôn. Mưa quá mưa rồi các bạn. Rồi mưa. Em mình sửa lưới rồi văng lại nha cả nhà. Hy vọng là còn mấy tay nữa vớt vát thêm con hay con hổ hành 8 chấm rồi được rồi. Coi như anh em mình bữa nay bị mất mưa không uống công. Quá trời mưa nhà mình mãi chân như chuột lột luôn. Rồi thôi mình xin tạm dừng tới đây nha. Đến bãi nào có dính mình bấm máy lên cho cả nhà xem nha. Quá trời mưa cà bỏ vô cái túi chống mưa quay nè. Có tối mình không mở. Rồi mình đi thăm tiếp thôi. Đây mình có tay nữa nha cả nhà. Tay này bữa hổm mình hay sen văng nè, bữa dính con lãi nè. Dính lãi nữa. Lãi nữa hả? Lãi nữa nè. Lãi nữa bự nha cả nhà. Cái tay này đá gì chứ. Tay này bữa ngồi lặt sen ăn chơi rồi cái anh em lấy ra văng đại.
cử trước dính con, cử rồi không dính, cử này dính con nữa. Công tác quen thuộc là cắt lưới ra lấy nha con nè, mặt thuốc nè, cắt lưới rồi thằng này biến rỡ rồi. Quá trời mưa rồi mấy bạn ơi. Lột luôn, gắng cố gắng bỏ vô cái túi chấm mưa để quay cho mấy bạn xem nha. Vô áp thấp nhiệt đới thì bảo gì quá trời rồi, gắng giờ mấy ngày nay đó tại vì gắn nước đi yếu quá mà gắn chè gắn văng gắn này chè nắng á đi nhiều hơn. Mưa nó đi rồi, con này là con thứ ba nha cả nhà, dương con chụp là bốn con thì cũng được ký ngoài gắn nè. Rồi, coi như là vớt giác cũng được vài em để làm lộ phí đường xa, kiếm tiền thuê pháo được. Về bữa nở lên rồi ngon lành rồi mở vô thôi rồi, mình bỏ vô túi nha cả nhà. Con thứ ba nha, chú kịch dính con là bốn con rồi. Bữa nay thắt ít hơn ngày bữa trước mấy bạn ơi, bữa trước được 8 con, cử này ít rồi, cử này do mưa quá nè mấy bạn thấy vậy hoài đó, mới gắn không đi dù hang trốn hết leo cây hết lãi thì lên cây 8 gì 9 luôn á, chết con dành năng á. Dành năng thật cái tấm á. 9. Ở trên kia 5, dưới này 4. Rồi. Cho vào túi thôi. Trời vô nó dễ các bạn ơi. Chết. Quá ở giờ mưa. Mưa tháng nào. Giờ gì mày? Rồi coi như thành quả bữa nay tạm chấp nhận được, đứng là nhất viên chỉ luôn rồi, đứng có một con một nha bạn, sao hên chút sao dính rồi, ta lưới lại rồi em mình công tác quen thuộc sửa ta lưới lại nha cả nhà, mình bấm máy tạm dựng đây nha. Còn muốn có máy tay nữa có dính mình bấm máy, không có mình về mình tổng kết cho cả nhà xem nha. Rồi sửa lưới lại cả nhà. Anh em mình về tới nhà nha cả nhà. Quá mắc mưa. Quá trời nó mắc mưa nè. Các bạn xem nè. Ồ. Mưa quá trời mưa luôn. Rồi, em mình nó tổng kết cho cả nhà xem nha. Quá bữa nay được nhiêu nè các bạn ơi. Thấy ra trời chơi giờ này cái túi nó cũng đen thù lùi luôn rồi. Nước mưa quá trời. Hết xỉu nữa sao mày? Hết xỉu mà. Kỹ chút có ăn nước nó cắn. Bốn chú nha cả nhà, một con ngựa, một con lãi, hai con nước, đây còn con ấy nữa. Còn con ngựa nữa, nó ngựa cái đầu nè, nhảy túi nè. Rồi, bữa nay được có nhiêu mấy bạn ơi? Rồi, thành quả bữa nay là được 4 chú nha cả nhà. Rồi. 3 con dính lưới, một con em mình đã chụp nha. Rồi, nha, 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 nha.
Cái này thịt ai dầm dữ vậy. Rồi thành quả là nhiêu nha cả nhà. Thì bữa nay tuy vất vả nhưng được nhiều cũng khích lệ anh em nha. Cũng mừng mấy bạn ơi, tính Đồng Tháp luôn rồi, quá trời mưa không gài gắt không đi. Tính nhất viên chỉ không à. Rồi chào cả nhà clip này luôn. Rồi, chào cả nhà ha. Bữa nay coi như được nhiêu mà mấy bạn ơi, thắt rồi. Rồi xin chào cả nhà cái clip này nha. Thì chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Thì trời mưa vất vả quá chỉ thành quả chỉ được nhiêu thôi. Thì mong cả nhà xem video vui vẻ và được cả nhà đăng ký cũng như là like chia sẻ, trong lòng anh em mình rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.